Học viện AES vốn có thế mạnh trong việc giảng dạy tiếng Anh theo chuẩn quốc tế với đội ngũ giáo viên bản ngữ và Việt Nam giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy hiện đại. Tôi tin rằng Học viện AES thực sự là địa chỉ đáng tin cậy để những ai có nhu cầu học tập và nâng cao trình độ tiếng Anh. Đến với buổi khai trương ngày hôm nay, chúng tôi đại diện Ngân hàng Vietinbank Chương Dương kính chúc sức khỏe quý thầy cô, kính chúc sức khỏe quý phụ huynh, các cháu học sinh và đặc biệt là chúc cho sự thành công của AES cơ sở Long Biên. Trân trọng cảm ơn.